Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25 tháng 2 kêu gọi công dân chặn bước tiến của quân Nga nếu họ nhìn thấy quân nhân hoặc phương tiện của Nga trên đường phố. Bộ này cũng khuyên mọi người nên mang theo quốc kỳ Ukraine ra đường và dùng điện thoại quay lại hình ảnh lực lượng Nga. Nga hiện đang phủ nhận kế hoạch chiếm Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán khi quân đội Ukraine ngừng giao tranh, đồng thời khẳng định không có ai có kế hoạch tấn công người dân. Từ ngày 24 tháng 2 đến nay, liên tiếp các vụ nổ và các cột khói bốc lên từ phía các khu vực rìa phía Bắc và phía Đông thủ đô. Chủ yếu là do các đạn lạc từ các đợt pháo kích ở các khu vực xung quanh và máy bay quân sự các bên bị bắn rơi ở thủ đô. Và đây là những hình ảnh sau cuộc chiến tàn khốc. Dù vậy, đây vẫn là rủi ro lớn nhất mà giới lãnh đạo quân đội Ukraine phải tính toán tới. Bởi vì cuộc chiến sẽ tiếp tục đến khi Nga đạt được những mục tiêu của mình, hoặc chí ít an ninh cũng phải được đảm bảo ở mức tương đối. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp thế giới nhằm chống lại các hoạt động quân sự của Nga vào Ukraine. Người dân Ukraine hiện đang sinh sống ở một số quốc gia trên thế giới đã tập trung tại cửa Đại sứ quán Nga ở Santiago, Chile hay là Ý vào ngày 24 tháng 2, cùng hô to một khẩu hiệu: "Chúng tôi cần giúp đỡ, chúng tôi cần ủng hộ." Một người nói, áp lực dồn lên Ukraine hiện giờ đang là quá lớn đối với họ. Đừng quên đăng ký, follow, theo dõi kênh của mình nhé! Tóc Bạc Review!